Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Em làm được những gì, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 84 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là chọn bộ 3 số thích hợp, viết các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học theo cái mẫu. Như vậy mẫu ở đây này, trong cái bộ 3 số ở đây người ta chọn là số 3, số 18 và số 6 này. Mẫu này 3, 8, 16. Vậy thì ta sẽ có này, 3 nhân với 6 thì bằng 18 này. 6 nhân 3 cũng sẽ bằng 10, 18. Vậy thì 18 chia 3 bằng 6 và 18 chia 6 bằng 3. Được chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một trong cái bộ này để chúng ta thực hiện. Thầy sẽ chọn cái bộ này nhé. 21, 7 với 3. Các em có thể chọn bất kỳ một cái bộ 3 số nào. Thầy sẽ chọn là số 21, số 7 và số gì? Số 3. Được chưa? Rồi. Như vậy thì mình sẽ có này. Viết phép tính. Chúng ta sẽ có phép nhân trước này. 7 này. Nhân cho mấy? Nhân cho 3. 7 nhân 3 này sẽ bằng 2, 21 này. Chúng ta sẽ có 3 nhân với gì? 7 cũng bằng bao nhiêu? 2, 21. Đúng không? Được chưa nào? Rồi. Vậy thì tương tự như vậy thì bên này chúng ta sẽ có hai phép tính chia giống như mẫu. Hai mấy? 21 chia cho 7. Đúng không nào? Sẽ bằng gì? Bằng 3. Và 2, 21 chia cho 3 sẽ bằng gì? Bằng 7. Đó, như vậy chúng ta đã xong nhá. Các em có thể chọn các bộ 8, 4, 8, 6 hay là 4, 2, 8 vân vân. Được chưa nào? Rồi, bài đó thì khá là dễ dàng. Sang bài số 2. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ, sai thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ S. Như vậy phép nhân thứ nhất này, 45 nhân 2. 2 nhân với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân với 4 là 8, thêm 1 bằng 9. Đúng không? Đúng này. Các em ghi chữ đỏ. Câu B này. 128 nhân cho 3. 3 nhân 8 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 2 là 6, 6 thêm 2 là 8. Như vậy đây sẽ sai rồi này. Thầy sẽ viết lại này, 128 này nhân cho 3. 3 nhân 8 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 2 là 6, 6 thêm 2 là 8 này, 3 nhân với 1 là 3. Kết quả phải là 384, nhưng mà đây chỉ có mấy? 364. Vậy thì đây là câu sai. Ta sẽ ghi chữ S. Được chưa? Rồi, sang câu C, phép tính chia. 96 chia 6. 9 chia cho 6 được 1. Viết 1, 1 nhân 6 là 6, 9 trừ 6 bằng 3. Hạ 6 ta được 36. 36 chia 6 bằng 6. 6 x 6 36. 36 trừ 36 bằng 0. Như vậy đây là phép tính gì? Đúng. Ghi chữ đỏ. Rồi xong phép tính tiếp theo. 869 chia 8. 8 chia 8 bằng 1. Viết 1. 1 x 8 là 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 6. 6 chia cho 8. Như vậy đây là gì? Sai này các em. Lỗi này là các em thường gặp này. 8, 6, 9 chia cho 8 này. 8 chia 8 được 1. 1 nhân 8 là 8. 8 trừ 8 bằng 0. Được chưa? Hạ 6 này. 6 chia cho 8 thì bằng 0. Đó. Chú ý chỗ này nhá. 0 nhân với 8 là 0. 6 trừ đi 0 thì bằng 6. Hạ 9. Chúng ta được 9. 69 chia cho 8 thì được mấy? Được 6. 6 nhân 8. 48. 7 nhân 8. 63. Được 7 không? 7, 8, 56. 7, 9. Được 9 đi. 9, 8, 7, 2. À, chỉ được 8 thôi. 8 nhân 8, 64. Như vậy đây sẽ là 8 này. 8 nhân 8 là 64. 69 trừ 64 sẽ dư 5. Kết quả nó phải là 1, 0, 8 và dư 5. Như vậy đây có 16 mà dư 5. Nên phép tính này là gì? Sai nhé. Đấy. Ok chưa? Rồi, sang bài số 3. Điền cái số nào? Quá dễ dàng rồi. 220 thêm 80. Tức là gì? 220 cộng với 8, 80. Dễ như ăn kem đúng không? Sẽ là gì? 300. 300 giảm đi 6 lần. Tức là gì? Giảm đi thì lấy số đó chia cho số lần. 300 mà chia cho 6 thì bằng bao nhiêu? 5, 50. Được chưa? Rồi, câu B này. 350 bớt đi 160. Bớt là phải gì? Trừ 160. 0. 15 trừ 6 bằng 9. 3 trả 1 còn 2. 2 trừ 1 bằng 1. Như vậy đây sẽ là 190. Gấp lên 5 lần. Tức là phải làm sao? Nhân cho 5. 5 nhân 0 là 0. 5 nhân 9 45. Viết 5 nhớ 4. 5 nhân 1 là 5. 5 thêm 4 là 9. Như vậy đây sẽ là 9 gì? 950. 950. Ô văn kế. Bài số 4. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái đồng hồ này. Bao nhiêu? 6 giờ 20, 21, 22 phút. 6 giờ 22 phút. Như vậy đây có 6 giờ không? Không có 6 giờ. Vậy thì sẽ là 18 giờ. 18 giờ 22 phút. Hay là ở đây 66 giờ 22 phút đây kìa. Có này. Như vậy đây sẽ đồng hồ với cách đọc này nhá. 18 giờ 22 phút hay là 6 giờ 22 phút chiều. Được chưa? Rồi cái đồng hồ B này. Đồng hồ bên này này. Đồng hồ La Mã nhá. Các em nhìn thấy đây là bao nhiêu? Kim giờ đi qua số 4, gần đến số 5. 4 giờ 45 phút. Đúng không? 4 giờ 45 phút hay là 5 giờ kém 10, 15. Vậy thì 4 giờ tức là 16 giờ 45 phút hay là 17 giờ kém 15. Đâu? Đây, 16 giờ 45 phút hay 17 giờ kém 15. Đó, chính đáp án D nha. Rồi cái đồng hồ thứ 3. Kim giờ gần tới số 11, kim phút. Bao nhiêu? 50 này, 51, 52, 53 phút. Như vậy sẽ là 10 giờ 53 phút hay là 11 giờ kém mấy? Kém 7. À đây, 10 giờ 53 phút hay 11 giờ kém 7 này. Được chưa? Rồi đồng hồ thứ 4. 3 giờ 5 này, 6 phút. 3 giờ 6 phút hay là 15 giờ 6 phút đúng không? Đó, vậy thì chỉ còn cái đồng hồ cuối cùng đây. Ô văn kế. Như vậy chúng mình đã xong bài số 4 nha. Sang bài số 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Đã tô màu 1/4 của hình nào? Rồi các em coi hình A này. Người ta chia đây bao nhiêu phần bằng nhau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phần bằng nhau, đã tô màu một phần thì đây là một phần gì? 1 phần 6. Người ta hỏi 1 phần 4 này. Hình B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không? 6. Nhưng mà mỗi một phần là mấy? Là 2. Như vậy đây sẽ là tô màu một phần gì? 1 phần 3. Có đúng không? Không. Hình này có mấy? 4 cái mũi tên. Đã tô màu một mũi tên. Vậy thì đây sẽ là 1 phần 4. Vậy thì chúng ta sẽ là gì? Chọn đáp án nào? 1 phần 4, 1 phần 4. Đáp án C. Xong nha. Câu B. Trong 3 địa điểm sau, nơi lạnh nhất là... Vậy các em phải nhìn được cái số ở đây. Mẫu Sơn này, của Lạng Sơn, Bạch Mã của Thừa Thiên Huế, Đà Lạt của Lâm Đồng. Các em nhìn thấy này, mẫu Sơn đây là mấy? 0 độ C. Anh này, mấy đây? 1, 2, 3, 4. Như vậy anh này là mấy? 4 độ C. Anh này, 10 này, 11, 12, anh này 12 độ C. Vậy thì các em thấy này, nhiệt độ càng bé thì nó càng gì? Càng lạnh. Các em từng nhà em nào mà có máy điều hòa đó, hay là máy lạnh đấy, đúng là thì chúng ta sẽ thấy càng giảm đi thì nó sẽ càng lạnh. Vậy thì anh nào đây? 0 độ C này sẽ là lạnh nhất này. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào anh nào? Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Đó. Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, đúng không? Rồi, câu C. O hay là O là trung điểm của đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng nào? Đây, O đây. Trung điểm của đoạn thẳng nào thì mình có thể dùng cái gì? Compa để mình đo. Xem nó là trung điểm của đoạn MN hay là PN. Đó, các em cứ đo từ O cho đến N cho thầy. Đó, đây là điểm cố định. Đó, các em quay sang đây giữ nguyên. Như vậy nó sẽ là trung điểm của đoạn gì? MN nhá. Dễ không? Đó. Các em dùng cái này các em đo là chuẩn nhất. Trung điểm của MN đâu? MN đây. Xong. Ok chưa? Rồi. Và cái phần vui để học. Thì đây là một cái trò chơi nó liên quan tới việc mà chúng ta gieo cái con xúc xắc. Nên là thầy sẽ không hướng dẫn. Các em có thể tự chơi ở trên lớp khi mà giáo viên có cái bộ đồ chơi cho chúng mình. Và tiết học của chúng mình cũng đã khép lại. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong phần ôn tập học kỳ 1.